I'm not afraid.
và một cái khúc kế tiếp đến từ bạn Kiến Tài, thuở ấy có em. Mềm thơm
Các bạn yêu thích và đam mê ca hát thì mỗi tối thứ bảy hàng tuần hãy đến với Amazing Coffee nhé. Và nhanh tay nhấn nút đăng ký kênh YouTube Amazing Studio để xem lại những tiết mục xuất sắc nhất của chính các bạn. Video mới nhất sẽ được cập nhật vào mỗi tối thứ năm hàng tuần.